Xin chào anh em nhé. Hôm nay là mình sẽ lên và giới thiệu với anh em một cái khẩu súng mới chuyên nghiệp 3/4 tháo nhíp xe tải nha các anh em. Cái khẩu súng mới này của Yato hoàn toàn là mới nha, với công suất này rất là lớn luôn, nó lên tới 2.300 newton. Thứ nhất là mình sẽ giới thiệu sơ về khẩu súng nha. Đây là các anh em xem, đây là những ký hiệu là 3/4 là cái đầu để mình gắn những cái tiếp 3/4, và thứ hai nữa là con này nó để là cái chỉ số là 2.300 newton. Thì anh em hình dung là cái độ xoắn của con này nó lên tới 2.300 nhá. Thứ hai nữa đây là cái moment xoắn của nó lên tới 7.000 chân phút nha các anh em. Rồi cái này nó căng lên, nó hầu như là nó xoắn cực đại luôn. Rồi thứ hai nữa là cái lưu lượng này báo cái lượng khí mình dùng 0.63 mbPa thì là cũng phải tương đương là 7-8 cân trở lên rồi. Đó anh em lưu ý cho mình cái điểm này. Và cái con này á là nó để là 255ml trên phút. Anh em sẽ lưu ý là cái lượng khí con này nó sẽ dùng rất là nhiều nha. Nó sẽ rơi tầm là ít nhất là phải dây phim 13. Cái dây phim 13 nó to á, thì cái lượng để mà nạp khí của mình á, là nó phải đẩy ra và kèm theo một cái máy nén khí nha. Máy nén khí ít nhất là 300 lít. 300 lít trở lên mới đủ được 200 mấy chục lít trên gọi là cái đường ống dẫn nó ra trong một phút á, nó phải tiêu thụ ít nhất là phải 250. Nó năm nay là nói chung là cái lượng dây nó sẽ dùng giống như cái khẩu súng có một inch đó, các anh em hình dung không? Đấy thì ở đây là cái lưu lượng sẽ báo cho mình là một cái lượng khí dùng rất là nhiều. Còn nếu anh em mà dùng cái phi 10 hoặc là dây nó to hay như phi 13 mà nó ngắn quá thì ok, nhưng mà dài quá là không được. Dài quá thì dài khoảng 20 mấy 30 mét trở lên thì nó sẽ rất là yếu. Anh em sẽ lưu ý cho mình, yếu ở đây nó là nó phải rơi tầm khoảng có đạt công suất nó có 70-80 thôi. Mà khi anh em mà mua khẩu súng này rồi á là sẽ có phần quà cho các anh em luôn. Đây, một cái túi này là có tính năng là chống nước nha các anh em. Nó sẽ tạo hai lớp và một đôi găng tay và một đôi tay mình đeo mình giảm âm nha, quá tuyệt vời luôn nha. Thì mua theo súng á, thì sẽ có cái đuôi chuột cho các anh em luôn, một cái đuôi của châu Âu và một cái đuôi của châu Á của mình là khớp nó nhanh nè, chỉ cắm vào thôi. Mình đây là cái dây phi 10 thì mình sẽ không nổ mắt tóc qua được. Rồi khi anh em cắm vào á, anh em sẽ nhìn này, cái con này á, anh em sẽ thấy là con này rất là nhẹ hơn rất là nhiều những cái dòng súng như là của Cucu luôn á, là con 780 nó gần 5-6 cân hay là 4-5 cân vậy á. Nhưng mà con này nó nặng gần khoảng có 3.8 cân thôi. Nó có ghi ở thông số ở đây là 3.8 cân luôn nha các anh em. Thì nó rất là nhẹ tại vì nó làm bằng chất liệu là nhựa composite. Nó sẽ rất là nhẹ luôn. Và thứ hai nữa là anh em thêm cái cần số á. Cái cần số xích đích này á, nó sẽ nằm giấu ở khoảng một cái gọi là cái điểm G. Trong quá trình anh em mà lỡ mà có đặt súng như này thì nó sẽ không bị hỏng súng, hỏng cái cò súng của mình, gọi là cái chuyển số thôi. Đó là cái cần chuyển số, nhưng mà đặt cái này là không sao. Quá đơn giản luôn. Về cái tính chất của con này á, là đầu 3/4 thân này thì cái vỏ cần phíp này nó rất là dài. Phần gọi là phần lõi gió mà để mà đẩy cái moment xoắn lên á, xoắn cực đại của nó lên á, thì con này rất là dài. Thứ hai nữa là nó sẽ chia cái cần bật số mình á. Có nhiều anh em mà vào nhá thì nó sẽ có 1 2 3, có 3 nấc cho mình, nhưng mà khi ra nó sẽ làm một cái nấc mở tuyệt đối, mở hết công suất là để mở ra để nó gịch ra, và cái con này nó sẽ lên tới 2.300 newton. Nó vừa nhẹ và một cái lực xoắn rất là lớn như con 860 á, thì ở đây nó sẽ rơi tầm là 2.150 newton. Nhưng mà con này thôi 3/4 mà nó lên 2.300, đây là khẩu mới hoàn toàn với các anh em luôn. Bây giờ là mình sẽ chỉnh số, coi mình siết vào số 1 nè. Rồi mình đang bật số 1 nha các anh em, đây là số 1 nè. Đấy, khi mình bóp rồi mình nghe rất là nhỏ đúng không anh em. Chuyển số 2. Đây là đàn số 2 rồi đấy. Đàn số 2 ok cũng phết nha. Rồi đang chuyển số 3. Số 3 là giống như là ra hoặc vào mà chuyển hết số á. Trong khi cái máy nén khí mình đã cấp hơi lại thì nó sẽ giật cái tay rất là lớn. Với cái con này nhẹ là nó không như là những cái dòng kia là nó sẽ có một cái tay để anh em mà đẩy lên đúng không, các anh em sẽ có một cái tay hỗ trợ là đẩy lên tại vì nó quá nặng. Nhưng mà đối với cái dòng này là mới hoàn toàn, nó sẽ làm cho mình nhẹ nên một tay mình vẫn để lên được.
Rồi mình cũng trích dẫn luôn. Anh em sẽ để ý là có nhiều dòng súng á, nó sẽ cho một cái đường khí trực tiếp, là khi mà cái lồng gió nè, lồng gió mà đi qua thì nó sẽ xả trực tiếp, thì nghe á, anh em sẽ nghe tiếng nó nổ rất là giòn và to luôn. Nhưng mà đối với cái dòng này á, lại là thiết kế như này, khi mà đường khí sẽ dẫn đi vào xong đi ra ngược lại, đi ra nó sẽ qua một cái uốn gốc. Uốn gốc ở đây á, nó sẽ tạo một cái giảm âm, nó sẽ là làm cho mình không bị nghe to quá, nhưng mà cái lực xoắn bóp cảm giác là mình bị chẹo cái tay luôn á. Nếu mà anh em mà cầm mà lơ, gọi là lơ mơ á, cầm mà hờ á, dễ bị giật tay lắm nha. Còn nếu anh em phải cầm theo kiểu chắc chắn hoàn toàn thì nó sẽ có một cái độ, gọi là độ tì, nó sẽ kiểu như là nó hãm lại thì mình sẽ không bị hai tay không cảm giác mà bị giật. Đó là anh em sẽ lưu ý cho mình. Và được thiết kế là cái thân vỏ nhựa này nó sẽ có một cái lớp cao su, quá trình mình dùng cái dầu á mỡ á, thì nó sẽ kiểu mà rất là trơn phải không, nhưng mà cái cao su nó sẽ làm cho mình cái độ bám tay. Ở đây là mình đang làm ở cái tay trần á, để anh em hình dung á, tay trần là như thế này. Còn nếu mà đối với mà răng tay á thì nó sẽ là khác rồi, nó là một vấn đề khác rồi. Còn thông thường anh em sẽ tháo ra tháo vô nhanh á, thì sẽ mà tay trần như thế này rất là dễ bị trơn. Thì ở đây là một cái giải pháp để hạn chế mình, gọi là mình cầm cái thân súng nó không bị trơn tay. Đấy. Còn về nguyên lý hoạt động của con này á, là hoàn toàn là mới luôn, khẩu này mới về trong năm nay luôn, và cũng là sản xuất trong năm nay luôn. Thì với cái con này là công suất lên tới 2300 newton, mình nói chậm lại cho các anh em xem nhé. Vừa mới, vừa nhỏ mà vừa khỏe mà vừa lại nhẹ nữa. Khi anh em mà mua cái súng này nhá, và đừng quên cái túi này nha, nhớ là đội nhân viên bán hàng là phải có cái túi này, lỡ anh em mà không có đồ nghề, mình không có hộp, mình để đừng bỏ cái túi này vô được không? Quá ok luôn các anh em. Thì anh em có thể là xem qua trên cái video này, hoặc là trên cái website của yato.vn, hoặc là số hotline 0936 38800 ấy. Rồi thôi, xin chào tạm biệt các anh em.